Thưa quý khán giả, mỏi khô mắt vì ngồi máy tính lâu, ngứa rát mắt vì bụi đường, khói, xăng, bị đau mắt đỏ, sưng hay là viêm trùng mắt, nhiều người đã tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt về để dùng hàng ngày. Thế nhưng ít ai biết rằng thói quen tưởng như rất vệ sinh và vô hại này lại khiến cho không ít người phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Ngại đi lại, sợ tốn kém là tâm lý chung của nhiều người khi không muốn đến gặp bác sĩ. Thế nhưng, việc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt không những không hữu ích mà còn có nguy cơ làm giảm thị lực mắt. Nguy hiểm hơn là dẫn đến mù mắt. Đa số nạn nhân khi biết rõ nguyên nhân đều cảm thấy phải hối tiếc vì sự thiếu cẩn trọng của mình. Tôi là nhân viên văn phòng, tôi thường hay sử dụng máy tính rất là nhiều và hay dẫn đến là bị mỏi mắt, đau mắt và khô mắt. Tôi đi đến tiệm thuốc Tây mua những loại thuốc nhỏ mắt bình thường để nhỏ. Nhưng mà lúc đầu thì nó rất là có hiệu quả và xài đến một thời gian dài thì tôi cảm thấy là nó đau nhiều hơn nữa. Và tôi đi đến bác sĩ và bác sĩ nói là tôi bị lạm dụng thuốc quá nhiều nên là dẫn đến bị là tăng nhãn áp. Theo ý kiến của các chuyên gia y tế cho biết, một số thuốc nhỏ mắt tuy không cần kê đơn như muối sinh lý, thuốc bổ mắt hay nước mắt nhân tạo, nhưng sử dụng trong thời gian dài cũng gây ảnh hưởng mắt. Thuốc nhỏ có chứa thành phần corticoid thì nó có những cái tác hại nguy hiểm mà có thể người sử dụng chưa biết đến. Thứ nhất đó là nguy cơ đục thủy tinh thể. Cái nguy cơ thứ hai đó là glaucoma hay là cùm nước. Một số bạn thì có thể rất nhạy cảm với các thuốc có chứa thành phần corticoid, chỉ dùng với một lượng rất nhỏ cũng có thể gây lên tình trạng là tăng áp lực trong mắt hay gọi là tăng nhãn áp. Nếu mà nhãn áp tăng kéo dài không phát hiện sớm thì có thể gây tổn hại thần kinh mắt, dẫn đến bệnh cùm nước. Bệnh cùm nước gây giảm thị lực hay là mờ vĩnh viễn, thậm chí có thể dẫn đến mù loà. Thưa quý khán giả, mát mắt, sạch, hết khô, hết ngứa là cảm giác rất dễ chịu mà người dùng thường có ngay sau khi nhỏ mắt. Chính vì thế mà nhiều người thường dùng thuốc nhỏ mắt hàng ngày và kéo dài mà không ai để ý đến chuyện trong thuốc nhỏ mắt có chứa các thành phần phụ, chất bảo quản và kháng sinh. Và đây đều là những chất có khả năng gây hại nếu sử dụng quá nhiều. Việc lạm dụng các loại thuốc này có thể bị tác dụng phụ như kích ứng làm ngứa mắt, nóng rát, sốn mắt, dị ứng gây đỏ mắt, sung huyết kết mạc, viêm bờ mi. Đặc biệt hơn là các loại thuốc có thành phần gây co mạch hoặc có chứa corticoid. Các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid là những loại thuốc cần phải kê đơn. Thế nhưng, những loại thuốc này lại rất dễ dàng tìm mua được tại các hiệu thuốc. Theo thống kê tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhân bị glaucoma có tiền sử sử dụng corticoid tại mắt kéo dài chiếm 31-33% trên tổng số bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân bị viêm loét giác mạc do nấm hay hạt bét mà người bệnh không biết rõ, nếu nhỏ thuốc có chứa corticoid sẽ làm bệnh nặng thêm, gây thủng giác mạc. Không chỉ với các loại thuốc chứa corticoid, ngay cả việc sử dụng những loại thuốc nhỏ mắt không chứa corticoid cũng gây nên nhiều tác hại cho đôi mắt. Để bảo vệ mắt, người dân cần lưu ý thăm khám bác sĩ ngay khi mắt có dấu hiệu bất thường, không tự ý dùng các loại thuốc nhỏ mắt khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Nếu bắt buộc phải sử dụng nhiều loại thuốc nhỏ mắt, nên nhỏ mỗi loại cách nhau 30 phút. Đối với các loại thuốc nhỏ mắt có tính năng rửa bụi cho mắt, chỉ nên sử dụng sau khi mở nắp từ 7 tới 14 ngày. Không làm việc quá lâu với máy tính, điện thoại, cho mắt được nghỉ ngơi sau 30 phút. Có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế thức khuya, không dùng chất kích thích. Từ trước đến nay, việc sử dụng thuốc một cách bừa bãi không những không mang lại tác dụng mà còn khiến cho bệnh nặng hơn, điều trị mất thời gian và khó khăn hơn. Do đó, khi gặp bất cứ một vấn đề nào về sức khỏe thì sự tham khảo ý kiến từ chuyên gia bao giờ cũng là một điều cần thiết. Đến đây thì chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.